Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ronaldo, Neymar, Messi và hơn 30 pha rê bóng đẹp nhất năm 2019. Mặc dù đã gần tiệm cận với đẳng cấp của Messi và Ronaldo, thế nhưng Neymar vẫn tự cho rằng bản thân chỉ là kẻ đi sâu trong cuộc đua danh xưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và mới đây, anh đã đưa ra những lời ca ngợi dành cho người đồng đội cũ Lionel Messi. Đối với tôi, anh ấy là cầu thủ giỏi nhất thế giới và là cầu thủ đá hay nhất mà tôi đã từng thi đấu cạnh. Chúng tôi đã tạo nên một bộ đôi tuyệt vời, đó là niềm vui đối với tôi, một vinh dự khi được chơi cạnh anh ấy. Và trên hết, anh ấy là bạn của tôi. Neymar nói về Messi trong sự kiện gây quỹ từ thiện của mình. Còn về phía Ronaldo, tài năng cũng như đẳng cấp của anh ấy là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng điều đó vẫn không khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Cùng Mr. Zero xem lại Ronaldo, Neymar, Messi và hơn 30 pha rê bóng đẹp nhất năm 2019. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trong thế giới bóng đá, kỹ thuật rê bóng và khả năng qua người là một trong những yếu tố để các chuyên gia đánh giá một cầu thủ giỏi. Bởi những kỹ thuật này không chỉ thể hiện phần nào đẳng cấp của cầu thủ, mà còn đem đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nếu là một fan bóng đá chân chính, chắc hẳn rằng bạn sẽ không thể phủ nhận việc chiêm ngưỡng những pha đi bóng kỹ thuật sướng chẳng kém thua gì chứng kiến một bàn thắng đẹp. Và không để các fan của Mr. Zero chờ lâu hơn nữa, hãy cùng xem lại những pha rê bóng đẹp mắt nhất trong năm 2019 ngay thôi nào. Memphis Depay. Depay là một tiền đạo thuận chân phải nhưng lại thường được sử dụng ở vị trí cánh trái. Anh là cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo trong các pha tranh chấp bóng và tạo ra nhiều tình huống khó khăn cho hàng hậu vệ của đối thủ, đặc biệt là những pha rê dắt bóng kỹ thuật như thế này. Đôi lúc, cựu cầu thủ của MU vẫn bị phê bình bởi lối chơi có phần rườm rà đến mức không cần thiết, nhưng phải công nhận là những màn trình diễn mang tính cá nhân đến từ anh chàng này luôn đem lại một sự thích thú nhất định cho người hâm mộ. When the world is getting darker, I have a dream where love's the only side. Riyad Mahrez. Mahrez đã từng thừa nhận việc ra sân với anh cũng giống như chơi bóng trên đường phố. Và có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao cầu thủ sinh năm 1991 thích rê dắt và sử dụng kỹ thuật này để đánh lừa đối thủ. Còn nhớ trong trận Man City gặp Everton ngày 29 tháng 9 năm 2019, bằng kỹ thuật và sự khéo léo của mình, Riyad Mahrez đã tỏa sáng bằng hàng loạt những pha đi bóng đầy tốc độ, dễ dàng loại bỏ các hậu vệ chủ nhà, mang đến không ít cơ hội cho Man xanh và giúp đội bóng này giành trọn 3 điểm trước một đối thủ khó chịu như Everton. Paulo Dybala. Dybala là một cầu thủ rất kỹ thuật và nhanh nhạy, có thể anh ấy vô cùng thoải mái làm xiếc với trái bóng dưới chân mình. Sự khéo léo của số 10 Juventus cho phép anh xử lý bóng tốt trong không gian hẹp. Cùng với thân hình nhỏ con, anh dễ dàng luồn lách qua những hậu vệ cao to của đối thủ. Và cứ như thế, mỗi lần tiền đạo sinh năm 1993 có trái bóng trong chân thì các cầu thủ đối phương thực sự phải vã mồ hôi với anh. My first and last.
Kingsley Coman. Có thể nói kỹ năng rê dắt bóng của Coman xứng đáng nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Tận dụng tốc độ tốt, đẩy bóng dài và vặn sườn đối thủ, cầu thủ người Pháp thường rất khó bị đánh bại trong mỗi khi đi bóng. Và những pha solo rê dắt bóng của tiền đạo đang khoác áo Bayern đôi lúc khiến nhiều hàng thủ phải run sợ. Cristiano Ronaldo. Khi còn khoác áo Sporting Lisbon hay Manchester United, Ronaldo gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bởi hình ảnh chàng cầu thủ chạy cánh với những pha rê dắt bóng, tốc độ và đầy kỹ thuật. Trong những năm gần đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã phải thay đổi lối chơi để phù hợp với vai trò là một cây săn bàn thực thụ của đội tuyển cũng như câu lạc bộ. Tuy nhiên, người hâm mộ thấy rằng siêu tiền đạo của Juventus vẫn chưa đánh mất kỹ năng rê dắt điều nghệ thời thanh xuân của mình. Đơn cử như tình huống trong trận đấu gặp AS Roma, siêu sao sinh năm 1985 đã thực hiện màn độc diễn kỹ thuật đi qua 4 cầu thủ đối phương, khiến ai nấy đều thán phục. Jadon Sancho. Sở hữu nhiều kỹ năng hiếm có ở một cầu thủ trẻ, đặc biệt là ở khả năng rê dắt bóng, ngôi sao 19 tuổi Sancho nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Sau bước khởi đầu chưa thực sự tốt, cầu thủ trẻ người Anh đã lột xác ở mùa giải 2019. Màn trình diễn của anh bên cánh trái thực sự xuất sắc và nhận được nhiều lời tán dương. Đối mặt cùng Sancho, khi bạn chưa thể đoán anh ấy đi bóng sang trái hay phải, thì số 7 của Dortmund đã biến mất cùng trái bóng. Kylian Mbappe. Sở hữu đôi chân khéo léo cùng kỹ năng đi bóng thượng thừa, cầu thủ trẻ Mbappe đã không ít lần khiến các cầu thủ đối phương phải ngao ngán mỗi khi anh có trái bóng trong chân. Còn nhớ trận đấu gặp Galatasaray hôm 12 tháng 12 năm 2019, tiền đạo người Pháp với tốc độ chóng mặt đã có hàng loạt những pha đi bóng khiến hàng thủ đối phương nhiều lần chao đảo. Lionel Messi. Xem Lionel Messi thi đấu luôn là một điều gì đó rất thú vị đối với người hâm mộ, và nhất là xem những pha rê bóng của anh. Siêu sao người Argentina quả thực là một trong những cầu thủ rê bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá. Việc ngăn cản anh thật khó và thật tội nghiệp cho những ai được giao nhiệm vụ này. Một số cầu thủ đã phải chọn cách phạm lỗi để cướp bóng từ chân số 10 Barca, trong khi số khác đành phải làm nền cho anh tỏa sáng. Điển hình là tình huống ở phút 37 trong trận đấu với Valladolid ngày 30 tháng 10 năm 2019. Nhận thấy rằng Messi phải nhận một pha chuyền dí của Arturo Vidal, Oscar Plano lập tức dùng hết sức tốc độ áp sát để cướp bóng, hy vọng sẽ khiến tiền đạo người Argentina bất ngờ. Nhưng dường như anh chàng này vô tình quên đối thủ của mình là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. I'm alone. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna try. Wilfried Zaha. Còn nhớ khi ngôi sao người Brazil Ronaldinho còn ở đỉnh cao, được hỏi về những đường đi bóng mê hoặc của mình, anh đáp: nó chỉ xảy ra vậy thôi, chuyện hoàn toàn tự nhiên. Và Zaha cũng như thế, đôi chân khéo léo, khả năng giữ cân bằng ở tốc độ cao cùng những pha đảo chân hoặc bóng bất ngờ của anh là điều mà không phải tập luyện là được.
Neymar là một trong những cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia Brazil. Anh không chỉ có tài năng thiên phú mà còn có sự nỗ lực cố gắng hơn người. Những pha đi bóng kỹ thuật của tiền đạo PSG luôn được các chuyên gia bóng đá thế giới đánh giá cao và có sức thu hút rất lớn đối với fan hâm mộ. Chẳng hạn như pha đảo bóng, đẩy bóng tốc độ cao hoặc là pha xỏ háng hậu vệ đối phương như thế này. Các bạn vừa cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng những pha rê dắt bóng đẹp nhất trong năm 2019. Bạn ấn tượng với tình huống nào nhất? Nhớ comment ý kiến của mình sau khi xem hết video này nhé. Đừng quên dành tặng cho Mr. Zero một subscribe và một like, share dành cho video. Cảm ơn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.